Nếu quý cô chú anh chị mình đang tìm một cái nhà mà gần thành phố Tây Ninh, gần chợ Long Hoa, đầy đủ tiện ích, gần chùa Tòa Thánh và thuận tiện đi lại gần trường học cho con em mình đi học, và có đầy đủ nội thất và thiết kế hiện đại, thì đây một cái căn nhà mà bà con mình có thể dọn vô là ở liền luôn, vì có đầy đủ hết tất cả thứ bà con đang cần. Thì bây giờ á, em Hậu xin mời bà con mình xem toàn bộ chi tiết của cái căn nhà này để bà con mình có một cái nhìn tổng quát nhất về cái bất động sản này. Mời bà con. Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Ngày Tây Ninh nha. Hôm nay á, em Hậu đang có mặt ở đây á, là khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh nha quý anh chị. Thì cái hướng này á, ở ngoài đây là cái đường đó là đường số 6 Hiệp Tân. Bà con mình quẹo phải là đi ra đường á, quốc lộ 22B, quẹo trái á, là đi ra đường Lạc Long Quân. Đó, bà con mình kế bên đây là có chợ nè, ủy ban nhân dân phường. Đó, rồi ra mà tới ngay chỗ Vincom Tây Ninh thì sát bên. Thì ngay vị trí này á, mình chỉ cách cái ủy ban nhân dân phường Hiệp Tân á, bà con mình á, chỉ mất có vài trăm mét thôi. Đây đi bển khoảng chừng 300 mét nha bà con. Ra đường quốc lộ 22B. Đó, bà con mình chỉ có là bao nhiêu à? 200 mét. Đó, chợ cách đây cũng có 300 mét thôi. Với một cái diện tích nhỏ nhắn, xinh xinh, đường thì đường nhựa. Khu vực ở đây á, là nhà là thiết kế giống giống nhau, một trệt, một lầu, một tum. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái căn nhà đang muốn gửi đến quý cô chú anh chị mình. Đó, có sân để ô tô, đường thì đường nhựa. Đó, bà con mình thấy nếu mà ở đây mình xong mình ở đây thì nó rất là an ninh, và từ vị trí này ra Vincom Tây Ninh bà con mình á, chỉ mất có khoảng chừng 3 cây số thôi. Đây, bà con mình thấy không? Ở đây em Hậu sẽ có một cái căn nhà cho bà con mình. Đấy. Ở đây với diện chiều ngang á, khoảng 8 mét nha bà con, thì bên đây sẽ là cái cửa phòng khách và bên đây sẽ có một cái nhà xe. Trên này á, chúng ta sẽ có một cái hành lang can ở ngoài đây, để đây là có một cái phòng master ngay vị trí này cho bà con mình nha. Thì anh chủ á, ảnh đầu tiên ảnh mua cái căn này là để nhiều khi tới là cuối tuần lên đây ở thôi. Đó, nhiều khi đi công tác hay gì đó thì có chỗ để nghỉ ngơi. Đó, để tiếp khách thôi. Đó, thì bây giờ á, do là ảnh nhu cầu ảnh mới sắm mấy căn nữa rồi. Nên ảnh mới để lại cái căn này cho bà con mình. Đó, thì bà con nào ai quan tâm thì có thể liên hệ nha. Thì nếu mà vợ chồng mà mình ở đây thì em Hậu nghĩ là cũng rất là ok, thoải mái. Cửa đây là thiết kế là cửa nhôm xin pha nha bà con. Đó. Cửa nhôm xin pha kính cường lực, đá hoa cương. Đó. Anh chủ anh sẽ để lại hết cho bà con mình toàn bộ nhà cửa nội thất rồi hết luôn. Đó. Nhưng mà không bao gồm mấy chiếc xe nha. Đó. Đây bà con mình vô phía trong nè. Một cái bộ bàn, một bộ bàn ghế gỗ ngay vị trí này, để lại hết cho bà con mình. Tivi, tủ lạnh, nói chung là tại vì ảnh mới sắm cái căn nhà bên kia rồi, nó cũng có trang, anh cũng trang bị đầy đủ nội thất cho nó phù hợp với căn nhà bên kia, nên căn này á là sẽ để lại hết cho bà con mình. Nó một cái quầy bar thông với phòng khách ngay vị trí này, mình vừa nấu nướng nấu ăn được, mình vừa tiếp khách được ngay vị trí này, thì bà con mình thấy như thế nào à? Nhà thì sử dụng gạch đó là 60-60. Đó. Gạch này gạch 80 chứ bà con. Gạch 80. Đó. Mặt bếp đó, đá hoa cương, có quầy bar, bộ bàn ăn nè. Tủ lạnh, nói chung là cái nhà này ảnh mấy bữa là ảnh để lên Tây Ninh là có nơi để mà ở. Nên đó, trang bị đầy đủ hết cho bà con mình. Từ bếp, từ máy hút mùi. Đó. Tủ đó bà con. Đó. Đây, tủ treo. Tủ gỗ ha. Đây cũng vậy. Đây bà con mình. Tủ lạnh nữa. Ảnh ít có xài lắm. Nên bây giờ nó thôi bây giờ để đây cũng phí. Đó, tại vì bây giờ ảnh ở cái căn bên kia rồi, cái căn bên kia rồi, nên nó để lại căn này cho bà con mình. Ai mà đang tìm một cái nhà gần chợ, gần ủy ban, gần trung tâm thành phố Tây Ninh, tại vì ở đây là Hiệp Tân mà con bước qua tí xíu nữa là thành phố Tây Ninh ngay phường 4 rồi, trường học này kia nọ thuận tiện ngay vị trí này. Đó. Đây là cái cầu thang để mà dẫn chúng ta đi lên trên lầu ở trên này bà con. Còn khu vực này sẽ là cái khu vực bà con để xe ô tô nha. Đây anh để, anh chủ á, anh để cái này là chiếc CRV vô đây vẫn ok, rộng rãi. Và chúng ta ngay vị trí này á, là cái cửa cuốn á bà con.
cái vị trí này là cái cửa cuốn ha. Đó, nhà xe mình ve vô bà con thấy nè, để hai chiếc xe máy, xe đạp, để luôn kể cả chiếc CRV vô vẫn ok. Hồi nãy anh nói để tính để vô nhưng mà nói thôi để ra ngoài đi cho trống trải cho bà con mình dễ xem nhà nha. Thì bà con nào quan tâm á thì cứ liên hệ 0839 666 736 để em Hậu có thể hỗ trợ bà con mình đi xem cái nhà này. Đó. Ở đây thì có hệ thống nước máy, điện nước riêng đầy đủ hết và sổ hồng riêng luôn. Công chứng lúc bất kỳ lúc nào cũng được, sổ sẵn nha bà con. Cầu thang gỗ nè, đó. Ở dưới là sắt, ở trên là cầu thang gỗ. Và phía sau này á thì chúng ta sẽ có một cái sân nhỏ nhỏ. Và bên đây nhà tắm, nhà vệ sinh sẽ nằm phía bên đây nè nha bà con. Đây, đây là bồn cầu đúc nguyên khối nè, gạch dán hết cho bà con mình. Cửa nhôm xin pha luôn. Đó. Ở dưới đây thì sẽ có một cái sân nhỏ nhỏ để mình phơi đồ dưới đây cũng được. Còn không thì bà con mình sẽ phơi ở trên cái tum ở trên. Một trệt, một lầu, một tum. Đó. Ở đây bà con mình thấy cái khu vực, cái phòng dưới này như thế nào à? Ok chưa? Bây giờ mời bà con đi theo chân em. Chúng ta sẽ đi lên lầu để cho bà con mình có một cái nhìn tổng quan và có thể biết chi tiết được hết căn nhà này ở trên đây nó sẽ như thiết kế như thế nào nha. Đó, ở trên đây mình sẽ có hai cái phòng ngủ ở đây đó nè bà con. Cầu thang tay gỗ. À, ở dưới là sử dụng đá nè, bà con mình thấy đi nó cũng thoải mái, cái bậc cầu thang nó vừa phải nha. Đó. Thì khi vừa bước lên đây thì chúng ta sẽ có một cái bàn ngay vị trí này. Đó. Nói chung là đa phần ảnh cái căn này là để tiếp khách thôi. Đó, nên chỗ nào trong nhà vẫn có thể ngồi trao đổi công việc được. Cửa sổ thoáng mát nè. Đó. Thoáng gió. Bên đây á là sẽ là một cái phòng ngủ. Thì ngay vị trí này chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ ở đây, một cái nhà tắm, nhà vệ sinh luôn. Đó, bàn ghế, giường, tủ, bàn trang điểm anh để lại hết cho bà con mình hết luôn nha. Đó, trần thạch cao, có sẵn máy lạnh luôn. Tủ quần áo có cho bà con mình. Ngay này là cái đăng can hồi nãy em Hậu có quay cho bà con mình coi á. Nhà toàn bộ là sử dụng cửa nhôm sinh pha hết cho bà con. Và ngay vị trí này bà con mình có thể thấy được cái lan can này rất là rộng ở đây. Đó, chiều chiều qua đây ngồi chiêu chiêu hóng gió nha bà con. Bên đây mình có một cái khoảng đất lớn nè. Đó, nguyên một cái khu cầm bao như vậy. Đó, bà con mình thấy ở đây nó thoải mái không à. Đấy, nếu bà con nào quan tâm thì có thể liên hệ đến kênh Mua Bán Nhà Đất Tinh Ninh ha. Thì bên đây chúng ta sẽ có một cái nhà tắm, nhà vệ sinh ngay vị trí này. Ở trong phòng ngủ luôn nha. Để phòng này như phòng đó. Hai phòng trên lầu đều có hết cho bà con mình. Đây, dán gạch lên hết rồi. Bồn cầu đúc nguyên khối nè. Đó. Cây sen tắm rồi đầy đủ hết cho bà con mình. Đây. Cửa nhôm luôn nha bà con. Nhôm sinh pha nha. Không phải nhôm thường. Đấy. Ở đây thì có một góc nhỏ nhỏ để bà con để đồ. Đó. Hoặc là mình làm một cái chỗ này là một cái bàn làm việc đó bà con. Đấy. Tại ngay này có cái cửa sổ nữa. Khu này làm bàn làm việc được. Đấy. Bà con mình thấy ổn không? Mời bà con mình qua coi tiếp tục cái căn bên đây còn cái phòng ngủ bên đây nữa. Ngay vị trí bên đây nè. Cửa bên đây là cửa phòng ngủ á, là xài cửa gỗ nha bà con. Gỗ nha. Đó. Và ở trong đây là cái khu vực phòng ngủ chúng ta. Có một cái cửa sổ to để mình mở ra lấy gió nha. Đây em Hồng mở cho bà con mình coi nè. Rất là mát luôn nha bà con. Đó. Có màn cửa được hết, kín đáo cho chúng ta. Và ngay chỗ này thì một cái giường. Đó. Thường là khách ở đây. Đó. Anh chủ lên ở bên kia. Có tủ quần áo được hết cho bà con mình. Bên đây là sẽ có một cái nhà vệ sinh cho bà con mình luôn nè. Nhà tắm, nhà vệ sinh chung nè. Cửa là cửa nhôm nè. Bồn cầu nè. Đó. Cây sen đầy đủ hết. Đấy bà con mình thấy ổn không? Tủ quần áo là có sẵn luôn. Đó. Phòng này là thường là để phòng khách. Còn cái phòng master là cái phòng hồi nãy. Này, bên đây tiếp tục chúng ta sẽ đi lên lầu. Thì trên cái khu vực trên lầu này chúng ta sẽ có một cái tum trên đây nữa. Bà con mình nướng BBQ rồi lên đây. Đó. Anh chủ thì lúc trước anh có trồng một vài cái chậu lan anh để trên đây. Bây giờ anh không có thời gian chăm, đi làm nhiều việc quá. Có một cái máy giặt này là mua là chưa cua siêu luôn đó bà con. Này. Giặt mới luôn. Đó. Bà con nào quan tâm để lại hết toàn bộ này thoại thất này cho bà con hết luôn nha.
Thì cái khu vực này như vừa là một cái khu vực phòng giặt ở trên đây á bà con. Đó. Máy giặt nè. Còn cái phao, cái cửa này là mình đóng được nha. Đó, mình không có sợ là cái vấn đề là mưa gió mình đóng lại. Tại vì bình thường ngay chỗ này nó sẽ trống. Mà anh chủ anh nói là để gì cho nó mát nè. Anh mới làm thêm mấy cái tấm này. Cái này là bê tông nhẹ nè bà con. Còn ngoài đây là cái máy bạc kéo ha. Trên đây mình trồng lan rồi, trên đây ok. Đó. Có hệ thống. Bờ tường ngay chỗ này mình có cái cửa sổ thoáng, bà con mở cái cửa này ra. Đó. Đây. Cực kỳ thoáng gió. Bà con có thể nhìn qua nhà xung quanh đây. Đó, rất là mát ở đây ha. Nhìn như ở Vincom vậy bà con. Đúng không ạ? À? Đấy, bà con thấy căn nhà này ổn không? Với một cái khu vực như vậy, tổng diện tích tương đối rộng nha. Nhà mình mà hai chồng, hai đứa con ở là căn này thoải mái. Trường học đầy đủ tiện ích cái khu vực này luôn. Đó. Cửa nhôm xin pha ngay vị trí này. Mình đóng xuống là kính luôn. Thì bây giờ em Hậu sẽ đi xuống dưới và gửi cho bà con mình xem cái sổ đất để bà con mình có cái nhìn cơ bản về cái bất động sản này, sổ sẵn nha, công chứng lúc nào cũng được nha bà con. Thì nãy giờ bà con mình đã xem toàn bộ hết cái căn nhà này rồi. Thì bây giờ á, tiếp theo là cái pháp lý của căn nhà. Thì bây giờ em Hậu xin gửi đến bà con mình cái cuốn sổ đất của cái bất động sản này để bà con mình có một cái nhìn chi tiết hơn và tất cả các sản phẩm của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh gửi đến bà con mình là sẽ có đầy đủ tính pháp lý, nên bà con an tâm. Thì đây sẽ là cái cuốn sổ đất của chúng ta nha bà con. Sổ đất của chúng ta sẽ có với diện tích đó là 90 m² và thửa đất là 761 tờ bản đồ số 38 khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Đất là ở đô thị nha. Đó, 90,5 m². Ở trước mình là đường công cộng 4 m nè, là đường nhựa luôn. Ngang 8 m², chiều dài á là 10,24 m². Đó. Và quay về cái hướng là cái hướng Tây Bắc nha bà con. Thì nếu bà con nào mà đang tìm một cái căn nhà thuộc phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh mà có đầy đủ tiện ích như vậy, bà con chỉ cần dọn vào ở ngay, thì đây sẽ là một cái sản phẩm đáng quan tâm cho bà con mình. Đó. Và mới với mức giá là bao nhiêu à? 3 tỷ 400 triệu là quý cô chú sở hữu được nhà và đất đầy đủ tiện ích như vậy. Đó. 3 tỷ 400 triệu một bất động sản thiết kế một trệt, một lầu, một tâm, nhìn giống như là Lách View hoặc là như là Vincom vậy đó bà con. Đó. Và có đầy đủ nội thất hết luôn. Đường rộng rãi, ô tô đi là thoải mái. Xe ô tô bà con thấy nè, có nơi để ô tô luôn. Thì bà con nào quan tâm liên hệ 0839 666 736 để em Hậu có thể hỗ trợ bà con mình. Đó, bà con mình thấy dân cư ở đây cũng rất là đông nha. Đó, đường thì nhựa nè, thoát nước có, điện riêng, nước riêng. Đó, bà con mình an tâm. Ai quan tâm thì liên hệ 0839 666 736 để em Hậu có thể hỗ trợ bà con. Và đừng quên hãy đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cái video này. Nhiều khi bạn bè anh chị đang tìm một cái căn nhà, một cái bất động sản mà không biết tìm ở đâu, thì thông qua cái video này sẽ giúp cho bà con mình có được một cái thông tin về một cái bất động sản đang được chào bán tại thị trường tỉnh Tây Ninh này. Đó. Thì để biết thêm thông tin chi tiết thì bà con mình cứ bấm vào cái thông tin em Hậu để lại trên màn hình á, 0839 666 736 nha bà con. Đó, thì kênh mua bán nhà đất Tây Ninh chuyên mua bán, ký gửi, nhận quay video bất động sản tại thị trường tỉnh Tây Ninh hoàn toàn miễn phí. Quý cô chú anh chị nào đang có nhu cầu muốn tìm mua, muốn ký gửi bất động sản thì có thể liên hệ đến em ha, 0839 666 736 để em Hậu có thể hỗ trợ bà con mình. Và đừng quên cái khung giờ vàng của chúng ta là 7 giờ sáng hàng ngày trên kênh mua bán nhà đất Tây Ninh, thì em Hậu sẽ gửi đến bà con mình các sản phẩm đang được chào bán tại thị trường Tây Ninh này nha bà con. Đó. Bây giờ mời bà con mình xem cái quy hoạch sử dụng đất của cái bất động sản của chúng ta đến năm 2030 để bà con mình có một cái nhìn tổng quan hơn về cái bất động sản này. Xin mời bà con.
Bà con mình đang xem đây là cái quy hoạch sử dụng đất của cái bất động sản của chúng ta thuộc thị xã Hòa Thành nha bà con. Đây ngay vị trí này là đã được phủ hồng hết rồi. Cái đường ngoài này là cái đường lớn để dẫn ra ngoài, đây là cái đường quốc lộ 22B nè bà con. Đó, ở đây nó có một cái chỗ là bến xe khách Tây Ninh, thì cái khu này là đang được quy hoạch thuộc phường Hiệp Tân luôn nha bà con. Còn cái đường trước mặt đường lớn của chúng ta là một hướng là bà con mình đi ra quốc lộ 22, một hướng là đi ra ngay chỗ vị trí này là đường Lạc Long Quân và đường Phạm Văn Đồng. Đó, bà con đi ra hướng này là ngay chỗ phường 4 rồi. Một hướng bên đây là đi về chùa Tòa Thánh, hướng còn lại là về chợ Long Hoa. Kế bên đây thì chúng ta có nào là bệnh viện nè, trường học, ủy ban nhân dân phường nằm sát đây. Đó, đầy đủ tiện ích cái khu vực này. Hướng ngược lại thì bà con mình có thể đi ra đây là có một cái chợ nằm ngay vị trí ngoài đây luôn nè nha bà con. Đó, thì để biết thêm thông tin chi tiết thì bà con mình có thể liên hệ số điện thoại là 0839 666 736 để em Hậu có thể hỗ trợ bà con. Xin cảm ơn bà con rất nhiều. Và ở đây á, sẽ là cái con đường mà để chúng ta đi ra cái đường phía ngoài. Bà con mình quẹo phải á, là sẽ đi ra đường quốc lộ 22, ra đường 30 tháng 4 để về thành phố Tây Ninh nha. Đó, chạy ra ngoài đó chỉ cần có 150 mét thôi bà con. Còn cái hướng này á, là bà con mình sẽ đi ra ngoài đường Lạc Long Quân, đó, đi về chùa Tòa Thánh, chợ Long Hoa, cũng như là bà con mình có thể đi về thành phố Tây Ninh nha bà con. Thì tới ngay chỗ này có cái ngã tư, bà con mình có thể quẹo phải để về ủy ban nhân dân Hiệp Tân nha bà con. Đó, quẹo trái là ra đường Lạc Long Quân cũng được luôn. Đây, cái đường này là chúng ta sẽ quẹo ngay chỗ ủy ban nhân dân phường Hiệp Tân, là ngay vị trí đó. Đó, còn chúng ta đi hướng này sẽ ra đường Lạc Long Quân và dẫn cho bà con mình đi về khu vực chùa Tòa Thánh nha. Đây, thì đường rộng rãi, khu vực dân cư, thì bà con nào mà ở xa mình đến đây thì bà con mình có thể đến ngay chợ Long Hoa hoặc là chùa Tòa Thánh để alo cho kênh mua bán nhà đất Tây Ninh, thì em Hậu sẽ đến và hỗ trợ bà con mình đi xem bất động sản nha bà con. Đường rộng nè bà con. Đấy, chạy ra là ngay chỗ này là ngay chỗ ngã tư Bích Mộp. Đó, một số bà con nào mà ở xa mình đến đây mình không biết á, thì mình cứ đến đây hỏi cũng được, hoặc đến ngay chùa Tòa Thánh và alo cho em Hậu nha. Thì phía trước của chúng ta là đường Lạc Long Quân, thì bà con mình quẹo trái á, là sẽ đi ra đường 30 tháng 4, đó, là vô thành phố rồi bà con. Bên đây á, là thị xã Hòa Thành, còn bên kia đường á, là thành phố Tây Ninh nha, phường 4 nha bà con. Bây giờ mình quẹo phải á, là bà con mình thấy nè, đấy, ngay chỗ ngã tư này là ngã tư Hồ, đó. Bà con đi thẳng là về chùa Tòa Thánh, bà con quẹo phải là về chợ Long Hoa, quẹo trái là đi ra chợ phường 4 ngay thành phố Tây Ninh luôn. Đó, ngay vị trí này bà con mình thấy gần không à, thuận tiện không? Đây, cái hướng này là mình đi về là chợ Long Hoa nè bà con, đường này là đường Phạm Văn Đồng nha. Đây, với một cái vị trí mà trung tâm thuận tiện đi lại như vậy, đó, bà con mình chỉ có khoảng chừng 500 mét là đầy đủ tiện ích từ trường học cho tới là cũng như là chợ, rồi Bách Hóa Xanh rồi là có hết, trường học là sát bên. Phía trước của chúng ta sẽ có một cái trường cấp 3 là Lê Quý Đôn. Đó, bà con mình chỉ cần đi thẳng con đường này là sẽ có thể là đi ra đường Cách Mạng Tháng 8 nối dài, dẫn cho bà con mình về khu vực chùa Tòa Thánh nha. Đây, bên tay trái em đây là trường Lê Quý Đôn nè bà con. Đó, bên tay phải mình sắp tới cũng sẽ có một cái chợ. Còn cái đường này á, là bán đồ nội thất rất là nhiều. Những bà con mình ở xa mình ở đây mình mua nhà đồ xong rồi thì nội thất là mình có thể ra đây để mà mình lựa chọn nha. Đây, hai bên đường á, bà con mình thấy đó, bà con buôn bán đồ nội thất cũng rất là nhiều. Đây, và tới ngay vị trí này bà con mình nếu mà mình đi tay phải á là có thể về ngay chỗ cửa 4 chùa Tòa Thánh, còn mình đi tay trái á là bà con mình sẽ đi về ngay chỗ cửa Chánh Môn. Đó, ngay chỗ vị trí này là cũng là chợ luôn, nhà thuốc Long Châu là ngay đây luôn. Đó, bà con mình thấy tiện hết không ạ? Đây, đường rộng rãi. Thì những bà con ở xa cứ đến đây ngay chùa Tòa Thánh vào lô cho kênh mua bán nhà đất Tây Ninh nha. Thì cảm ơn bà con đã xem video của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh. Video của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.